Chào mừng bạn đến với kênh 1% mỗi ngày, nơi bạn học cách thay đổi cuộc sống từng bước nhỏ. Bạn có biết rằng 90% hạnh phúc của bạn được quyết định bởi suy nghĩ của bạn, chứ không phải hoàn cảnh của bạn. Điều này có nghĩa là bất kể bạn đang ở trong tình huống nào, bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui và sự hài lòng nếu bạn biết cách điều chỉnh tâm trí của mình. Đúng vậy, tâm trí của bạn là chìa khóa để mở ra một cuộc sống tràn đầy niềm vui mục đích và sự viên mãn. Khi bạn học cách kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc của mình, bạn sẽ thấy rằng hạnh phúc không phải là điều gì đó xa vời, mà là một phần tự nhiên của cuộc sống hàng ngày. Nhiều người theo đuổi những thứ bên ngoài, tin rằng tiền bạc, danh vọng hoặc của cải nắm giữ bí mật của hạnh phúc. Họ dành cả cuộc đời để chạy theo những mục tiêu này, chỉ để nhận ra rằng chúng không mang lại sự thỏa mãn lâu dài. Nhưng hạnh phúc thực sự đến từ bên trong đó là sự bình yên nội tâm sự hài lòng với bản thân và khả năng tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé trong cuộc sống đó là về việc làm chủ tâm trí của bạn nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực và sống có chủ đích khi bạn tập trung vào những điều tích cực và biết ơn những gì bạn có bạn sẽ thấy rằng cuộc sống trở nên dễ chịu hơn rất nhiều trong thế giới hối hả này thật dễ dàng để bị cuốn vào guồng quay hàng ngày và đánh mất tầm nhìn về những gì thực sự quan trọng chúng ta thường bị áp lực bởi công việc trách nhiệm và những kỳ vọng xã hội khiến chúng ta quên đi giá trị của sự bình yên và hạnh phúc căng thẳng tiêu cực và thiếu động lực có thể len lỏi vào khiến bạn cảm thấy kiệt quệ và không được trọn vẹn những cảm xúc này không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn mà còn có thể gây hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn nhưng vẫn có hy vọng bạn có thể thay đổi cách bạn nhìn nhận cuộc sống và tìm thấy niềm vui trong những điều đơn giản nhất bằng cách thực hành lòng biết ơn tập trung vào những điều tích cực và dành thời gian cho bản thân bạn có thể tạo ra một cuộc sống hạnh phúc hơn bằng cách thực hiện những lời khuyên thay đổi cuộc sống đơn giản nhưng hiệu quả như việc thiết lập mục tiêu tìm kiếm niềm vui trong những hoạt động hàng ngày và duy trì một thái độ tích cực bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình và trải nghiệm mức độ hạnh phúc mà bạn chưa bao giờ nghĩ là có thể hãy nhớ rằng hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình mỗi ngày là một cơ hội để bạn tìm thấy niềm vui và sự hài lòng trong những điều nhỏ bé hãy bắt đầu từ hôm nay và bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của bạn trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết bạn không cần phải thực hiện những thay đổi lớn lao để thấy được sự cải thiện đáng kể trong cuộc sống chính những hành động nhỏ bé nhất quán mới tạo nên sự chuyển biến lâu dài hãy coi nó giống như việc rèn luyện cơ bắp bạn sẽ không mong đợi nâng được tạ nặng trăm cân trong lần thử sức đầu tiên bạn bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt tăng dần trọng lượng khi bạn khỏe hơn nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng để thay đổi cuộc sống của bạn hãy bắt đầu bằng cách kết hợp một hoặc hai thói quen mới vào thói quen hàng ngày của bạn khi chúng đã trở thành bản năng thứ hai hãy thêm một vài điều nữa hãy nhớ rằng tiến bộ không phải sự hoàn hảo mới là chìa khóa Đừng nản lòng nếu bạn vấp ngã trên đường đi, chỉ cần đứng dậy, phủi bụi và tiếp tục tiến về phía trước. Căng thẳng là kẻ giết người thầm lặng. Nó len lỏi vào cuộc sống của chúng ta không báo trước và dần dần làm suy yếu cả tinh thần lẫn thể chất. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần mà còn ảnh hưởng đến thể chất của chúng ta. Những cơn đau đầu, mất ngủ, và cảm giác mệt mỏi kéo dài chỉ là một vài trong số những triệu chứng mà căng thẳng có thể gây ra lo lắng và bất an thường xuyên có thể dẫn đến hệ thống miễn dịch suy yếu huyết áp cao và các vấn đề về tiêu hóa những tác động này không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống mà còn có thể dẫn đến những bệnh lý nghiêm trọng hơn và thậm chí là bệnh tim các nghiên cứu đã chỉ ra rằng căng thẳng kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch đột quỵ và các vấn đề về sức khỏe khác chúng ta thường căng thẳng về những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của mình những lo lắng về công việc gia đình và các mối quan hệ có thể làm chúng ta cảm thấy bị áp lực và không thể thoát ra chúng ta chìm đắm trong quá khứ tua lại những sự kiện tiêu cực trong tâm trí và tự trách mình về những sai lầm đã qua điều này chỉ làm tăng thêm gánh nặng tâm lý và khiến chúng ta cảm thấy bất lực hoặc chúng ta lo lắng về tương lai sợ hãi những gì có thể xảy ra những suy nghĩ này có thể làm chúng ta mất ngủ mất tập trung và cảm thấy lo lắng không ngừng chìa khóa để vượt qua căng thẳng là tập trung vào thời điểm hiện tại bằng cách sống chậm lại và chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta có thể giảm bớt căng thẳng và tìm lại sự bình yên trong tâm hồn bạn có thể làm gì ngay bây giờ để cải thiện tình hình của mình hít thở sâu thư giãn cơ thể và tập trung vào những điều tích cực những bài tập thở và thiền định có thể giúp bạn giảm bớt căng thẳng và tìm lại sự cân bằng xác định nguồn gốc gây căng thẳng và tìm cách giải quyết nó việc viết nhật ký hoặc nói chuyện với một chuyên gia tâm lý có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì đang làm bạn lo lắng và tìm ra giải pháp và lập kế hoạch để giải quyết nó bằng cách chia nhỏ các nhiệm vụ và đặt ra những mục tiêu cụ thể bạn có thể giảm bớt cảm giác bị áp lực và cảm thấy tự tin hơn trong việc đối mặt với các thử thách hãy nhớ rằng bạn không phải là suy nghĩ của bạn. Những suy nghĩ tiêu cực chỉ là một phần nhỏ trong tâm trí bạn và không định nghĩa con người bạn. Bạn có quyền lựa chọn cách bạn phản ứng với những tình huống khó khăn. Bằng cách giữ bình tĩnh và tập trung vào những giải pháp, bạn có thể vượt qua mọi thử thách và tìm lại sự bình yên trong cuộc sống. Những suy nghĩ tiêu cực giống như cỏ dại trong vườn. Nếu không được kiểm soát, chúng có thể nhanh chóng chiếm lấy và bóp nghẹt hạnh phúc của bạn tất cả chúng ta đều có những suy nghĩ tiêu cực theo thời gian nó là bình thường nhưng điều quan trọng là phải nhận ra chúng là gì chỉ là suy nghĩ không phải sự thật khi một suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu bạn đừng cố gắng kìm nén nó thay vào đó hãy thừa nhận nó thách thức tính hợp lệ của nó và định hình lại nó theo hướng tích cực hơn ví dụ thay vì nghĩ tôi không đủ tốt hãy tự nhủ tôi có năng lực và xứng đáng được yêu thương và thành công lòng biết ơn là một trong những cảm xúc mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể trải nghiệm nó có khả năng chuyển sự tập trung của chúng ta từ những gì chúng ta thiếu sang những gì chúng ta có ngay lập tức thúc đẩy hạnh phúc và sức khỏe của chúng ta khi chúng ta biết ơn những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình dù nhỏ bé đến đâu nó sẽ mở lòng chúng ta đón nhận nhiều hơn nữa nó giống như một thỏi nam châm thu hút nhiều thứ hơn để biết ơn hãy bắt đầu mỗi ngày bằng cách viết ra ba điều bạn biết ơn nó có thể là bất cứ điều gì từ hơi ấm của ánh nắng mặt trời trên da bạn đến tình yêu thương của gia đình và bạn bè. Bạn càng tập trung vào lòng biết ơn, bạn càng nhận thấy mình có nhiều điều để biết ơn. Thiếu động lực có thể là một trở ngại lớn trong việc đạt được mục tiêu và sống một cuộc sống viên mãn. Khi chúng ta thiếu động lực và mục đích, chúng ta dễ rơi vào lối mòn và bằng lòng với sự tầm thường. Chìa khóa để tìm thấy động lực của bạn là kết nối với lý do tại sao của bạn điều gì thực sự truyền cảm hứng cho bạn điều gì khiến bạn thức dậy vào buổi sáng với ngọn lửa trong bụng khi bạn đã xác định được lý do tại sao của mình hãy đặt ra các mục tiêu phù hợp với giá trị và đam mê của bạn khi bạn đang hướng tới điều gì đó mà bạn thực sự quan tâm động lực sẽ đến một cách tự nhiên hãy nhớ rằng lý do tại sao của bạn là la bàn nội tâm hướng dẫn bạn đến một cuộc sống có mục đích và ý nghĩa khi bạn bắt đầu hành trình này hãy nhớ rằng mục tiêu không chỉ là những điểm đến mà còn là những ngọn đèn dẫn đường chiếu sáng con đường bạn đi mục tiêu cho chúng ta hướng đi và mục đích chúng là những ngọn hải đăng trong cuộc sống giúp chúng ta không lạc lối giữa biển cả mênh mông của những lựa chọn và cơ hội chúng cung cấp một lộ trình cho cuộc sống của chúng ta giúp chúng ta tập trung và có động lực trên hành trình đi đến thành công khi bạn có một kế hoạch rõ ràng bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách nhưng không phải tất cả các mục tiêu đều được tạo ra như nhau một số mục tiêu có thể khiến bạn cảm thấy áp lực và căng thẳng trong khi những mục tiêu khác lại mang đến niềm vui và sự hài lòng để thực sự thắp sáng tâm hồn bạn mục tiêu của bạn phải có ý nghĩa và phù hợp với giá trị của bạn hãy dành thời gian để suy nghĩ về những gì thực sự quan trọng đối với bạn và làm thế nào để mục tiêu của bạn phản ánh điều đó đừng đặt mục tiêu dựa trên những gì người khác mong đợi ở bạn hoặc những gì bạn nghĩ mình nên làm hãy lắng nghe trái tim mình và đặt ra những mục tiêu mà bạn thực sự khao khát thay vào đó hãy tự hỏi bản thân bạn thực sự muốn đạt được điều gì trong cuộc sống điều gì khiến bạn cảm thấy sống động và tràn đầy năng lượng bạn muốn để lại di sản gì những giá trị và kỷ niệm nào bạn muốn chia sẻ với thế hệ sau viết chi tiết các mục tiêu của bạn và lập kế hoạch để đạt được chúng Hãy chắc chắn rằng mỗi bước đi đều có ý nghĩa và đưa bạn gần hơn đến mục tiêu cuối cùng. Chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các bước nhỏ hơn, dễ quản lý hơn và kỷ niệm từng cột mốc trên đường đi. Mỗi thành công nhỏ sẽ là động lực để bạn tiếp tục tiến lên và không bao giờ từ bỏ. Con người là những sinh vật xã hội. Chúng ta phát triển dựa trên sự kết nối và thuộc về. Các mối quan hệ bền chặt hỗ trợ là điều cần thiết cho hạnh phúc và sức khỏe của chúng ta hãy bao quanh bạn với những người tích cực nâng cao tinh thần những người tin tưởng vào bạn và ước mơ của bạn tránh xa những mối quan hệ độc hại rút cạn năng lượng và khiến bạn thất vọng nỗ lực vun đắp các mối quan hệ của bạn với những người thân yêu dành thời gian chất lượng bên nhau giao tiếp cởi mở và trung thực và luôn thể hiện bạn quan tâm đến họ như thế nào hãy nhớ rằng những người bạn ở xung quanh có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của bạn. Hãy lựa chọn một cách khôn ngoan. Cơ thể bạn là ngôi đền của bạn. Đó là thứ duy nhất bạn có. Vì vậy, điều cần thiết là phải chăm sóc nó. Nuôi dưỡng cơ thể bạn bằng những thực phẩm lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và đảm bảo bạn ngủ đủ giấc. Khi bạn cảm thấy khỏe mạnh về thể chất, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn về tinh thần và cảm xúc. Tránh thực phẩm chế biến sẵn. Đồ uống có đường và quá nhiều caffeine và rượu bia. Những chất này có thể tàn phá cơ thể và tâm trí của bạn, khiến bạn cảm thấy uể oải và kiệt sức. Thay vào đó, hãy cung cấp năng lượng cho cơ thể bạn bằng những thực phẩm toàn phần, chưa qua chế biến như trái cây, rau củ, protein nạc và chất béo lành mạnh. Có một niềm vui sâu sắc đến từ việc giúp đỡ người khác khi chúng ta chuyển sự chú ý của mình từ bản thân sang những người gặp khó khăn chúng ta sẽ trải nghiệm cảm giác về mục đích và sự viên mãn mà tiền bạc không thể mua được tìm một lý do mà bạn đam mê và tham gia vào cộng đồng của bạn tình nguyện thời gian của bạn quyên góp cho một tổ chức từ thiện xứng đáng hoặc đơn giản là giúp đỡ một người nào đó đang cần ngay cả những hành động tử tế nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của người khác và điều tuyệt vời nhất là cho đi không chỉ mang lại lợi ích cho người khác mà còn khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Thay đổi có thể là một thử thách, nhưng nó cũng vô cùng bổ ích. Hãy nhớ rằng, bạn có khả năng đạt được bất cứ điều gì bạn mong muốn. Nắm bắt hành trình với tất cả những thăng trầm của nó, bạn xứng đáng có được hạnh phúc, tình yêu và thành công. Bây giờ, hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm về những lời khuyên mà chúng ta đã thảo luận. Những điều nào cộng hưởng nhất với bạn? Một bước nhỏ bạn có thể thực hiện ngày hôm nay để bắt đầu tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình là gì? Quyền năng thay đổi cuộc sống của bạn nằm trong tay bạn. Nếu bạn thích video này, đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những nội dung ý nghĩa khác từ kênh 1% mỗi ngày.